Những hình ảnh như thế này có lẽ bạn vẫn thường nhìn thấy ở nhiều cửa hàng. Thế nhưng tại đây lại đặc biệt ở chỗ các nhân viên phục vụ đều là người điếc. Đây là mô hình ngôi nhà thiên thần, cửa hàng tiêu dùng và thời trang với bộ máy nhân viên hầu hết là người điếc vừa chính thức được đưa vào hoạt động tại Hà Nội. Đây là một cửa hàng trong hệ thống Tokyo Life được chuyển đổi sang mô hình vận hành kiểu mới với mục đích giới thiệu rộng rãi mô hình tạo công ăn việc làm bền vững cho người khuyết tật. Mặc dù là các bạn không có thể giao tiếp được với em giống như là cách mà các nhân viên bán hàng ở những nơi khác, tuy nhiên là em không hề cảm thấy đó là một cái điều gọi là khó khăn hay vướng mắc gì. Các bạn ấy đã cố gắng chăm sóc em một cách rất là chu đáo. Chúng tôi muốn truyền tải cái thông điệp là nếu mà chúng ta xây dựng được một cái môi trường tốt, nhân văn và phù hợp với người khuyết tật thì chúng ta có thể tạo ra được một cái cơ hội rất lớn cho rất là nhiều người khuyết tật có thể tự hoạt động, tự lao động và tạo ra những cái sản phẩm rồi là các cái dịch vụ có ý nghĩa cho cộng đồng. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 7% dân số, 6,2 triệu người là người khuyết tật. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO nhấn mạnh Việt Nam mất khoảng 3% GDP do không tối ưu hóa vai trò của người khuyết tật trong lực lượng lao động. Vì vậy, những mô hình như thế này sẽ tạo động lực để không chỉ người khuyết tật có thêm cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, mà doanh nghiệp tuyển dụng cũng sẽ đa dạng hóa nhân sự cho bộ máy của mình.